Rồi, chuyên mục bảo dưỡng xe WinX xin được phép bắt đầu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một video clip về vấn đề là bảo dưỡng xe Honda WinX. Và cụ thể là mình sẽ chia sẻ đến các bạn là những điều ha, những công việc mà mình sẽ làm sau khi mà mình đã rửa xe các bạn. Rồi. Đây là xe Honda WinX của mình sau khi mình đã rửa rồi các bạn. Đó. Và xe mình thì mình rửa xong rồi mình phơi nắng rồi nha các bạn. Đó. Mình phơi nắng rồi. Đó, cho nên là cái xe của mình nó đã khô hết rồi. Đó, không thấy không? Khô hết. Đó. Rồi nếu như á mà xe của các bạn á mà sau khi rửa xong mà trời không có nắng thì mình phải lau nha các bạn. Đó. Nhưng mà nói chung á là sau xe mà sau khi rửa xong á thì các bạn muốn cho nó đẹp, sạch đẹp á, thì các bạn phải lau ha, dùng vải ha hoặc là khăn khô các bạn lau. Lau hết dàn nhựa luôn đó. Cũng như là mâm rồi các bạn đó. Máy lốc máy rồi nói chung là các bạn lau cho nó khô hết đó. Rồi sau đó các bạn phơi nắng để cho cái xe của chúng ta nó không có bị quằn quện nha các bạn đó. Nó không có bị quằn quện ha. Rồi rồi đặc biệt là cái nhôm sinh dễ nữa các bạn đó, nhà sơn nè ha đó. Sau khi mà các bạn rửa xong đó, nếu như mà các bạn phơi nắng thì mình không nói đó, mình phơi các bạn phơi nắng một hồi thì nó sẽ khô sên ha. Đó. Còn nếu như mà các bạn đi trời mưa nè đó, chiều á các bạn đi trời mưa về đó, xe rất là dơ rồi các bạn rửa xe rồi đâu có nắng đâu mà các bạn phơi xe cho nó khô ha. Do đó thì cái vỏ dây sên của chúng ta nó sẽ bị ẩm ướt các bạn đó, nó sẽ rỉ sét các bạn đó, tại vì dây sên á là nó làm bằng thép mà. Ừ. Cho nên là nếu như mà nó tiếp xúc với nước á thì nếu như mà để lâu á thì nó sẽ bị rỉ sét nha. Cho nên khi mà các bạn để qua đêm ha thì sáng hôm sau thì các bạn nhìn vô những cái mắt sên các bạn sẽ thấy nó bị rỉ vàng vàng á, nó bị rỉ sét á. Do đó thì nếu như mà cái trường hợp vậy á, các bạn rửa xe xong á mà các bạn không có điều kiện để các bạn phơi nắng thì các bạn sẽ dựng chống đứng xe lên ha. Đó, rồi các bạn vô số 6 cho mình. Đó, rồi các bạn đề máy ha, rồi các bạn kéo gà lớn lên ha, các bạn kéo gà lớn lên. Mình thì mình kéo mắc bít luôn các bạn. Đó, mình kéo hết ga luôn. Rồi xong rồi mình bóp côn ha, bóp côn cho cái bánh xe nó quay tốc độ rồi rất là cao nữa các bạn. Đó. Các bạn mới để làm chi không? Là cho cái dây sên của chúng ta nè. Đó, dây sên nó quay nữa các bạn, nó quay rất là nhanh ha, chuyển động rất là nhanh. Thì cái lực quán tính. Đó, lực quán tính đó, cũng như là lực ly tâm đó các bạn, nó khi mà nó quay á, thì nó sẽ vũ cái sợi dây sên của chúng ta này, nó vũ rất là mạnh rồi nước nó sẽ văng ra hết luôn đó. Các bạn chỉ cần làm một lần như vậy thôi, các bạn để số 6 vô số 6 nổ máy xong rồi các bạn nhả côn ra từ từ các bạn lên ga ha, rồi giống như các bạn chạy bình thường đó, rồi các bạn kéo hết ga luôn rồi các bạn buông ga ra ha đó, rồi các bạn bóp côn các bạn bóp côn để cho bánh xe chúng ta nó quay tự do ha. Đó. Lúc đó thì các bạn sẽ nghe tiếng xè 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 dây sên nữa các bạn, xè 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 thì nước nó sẽ được vũ ra hết luôn, dâng hết rồi, sau đó là cái sợi dây sên chúng ta sẽ rất là khô luôn. Rồi thì như vậy xong thì các bạn chỉ việc là các bạn dùng cái chai dưỡng sên rồi các bạn xịt vô sợi dây sên thôi ha. Đó, để số 1 cho xe nó chạy từ 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 rồi các bạn xịt vô giống như cái clip trước mình chia sẻ với các bạn đó. Rồi đó là một cái ha. Đó, cái là sau khi rửa xe xong thì chúng ta sẽ lau khô xe, phơi nắng và dưỡng sên ha. Nếu như các bạn không dưỡng sên thì sẽ dây sên của chúng ta nó sẽ bị rỉ ha, nó bị rỉ sét, nó không đẹp nha các bạn, nó xấu và cũng như là nó sẽ mau nhanh mòn hơn là để các bạn chăm sóc kỹ ha. Rồi còn cái vấn đề nữa đó, là sau khi rửa xe xong thì các bạn biết á thì lúc mà mình rửa xe thì mình xịt nè, mình xịt nước này kia các bạn thì nước á nó sẽ len lỏi vô mấy cái công tắc nè các bạn, đó nó sẽ len lỏi vô mấy công tắc nè, nó động ở trong, nó động ở trong các cái công tắc này, nước sẽ động trong đó thì nước các bạn nó sẽ làm cho cái những cái đầu đầu tiếp xúc các bạn của các sợi dây điện á. À, nước nó sẽ làm những cái bộ phận đó nó bị oxy hóa à. À, cũng như là nó bị rỉ sét thì
các bạn biết thì nó rỉ sét thì nó cái độ tiếp xúc của nó sẽ kém ha. Đó, cho nên là những cái nút mà các bạn xài thời gian mà các bạn thấy mà các bạn bật nó không ăn á, hoặc là mát chập chờn này kia là do nước các bạn, nước mưa cũng như là nước các bạn rửa xe nó đọng trong đó ha, các bạn không chịu xịt cái dung dịch ha để cho đẩy cái nước ra cũng như là nó chống xét á thì nó tiếp xúc sẽ rất là kém ha. Đó, nếu như mà không ấy là không kỹ là nó sẽ hư luôn. Đó, đặc biệt là những bạn mà sử dụng cái mạch ha rắc á mà nó tích hợp vô cái nút nè, như mình nè. Đó, như mình nè, sử dụng cái nút ha rắc có cái mạch sẵn luôn, các bạn bật cổ trái xong rồi bật ngang qua phải thì nó sẽ kích hoạt cái chế độ ha rắc á. Thì cái đâu cái mạch này nè, nó rất là dễ bị ha. Nếu như mà các bạn mà rửa xe xong cũng như đi mưa á, mà nước nó vô trong đây rồi nè mà các bạn không chịu xịt cái dung dịch ha để tẩy rửa cái những cái đầu tiếp xúc trong đó đó, đó cũng như là chống xét á thì nó sẽ rất là dễ bị mát bị hư ha, thì các bạn nhấn nó sẽ không ăn đó, các bạn nhấn kích hoạt nó sẽ không ăn, nó sẽ bị mát luôn, nhiều khi là nó chỉ led thôi, tín hiệu là xi nhan led thôi hoặc led thôi hoặc ray, hoặc là nhiều khi là nó mát rồi nó bật khai sắt lung tung luôn nữa đó. Do đó thì để khắc phục được cái tình trạng đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch ha để chúng ta xịt vào đó. Các bạn có thể sử dụng cái dung dịch mà để chống xét các bạn, như là RB7 rồi đó các bạn đó. Còn mình thì mình sử dụng cái chai này nè các bạn, cái chai mà vệ sinh nhông sinh dĩa, lúc trước mình có làm cái video clip á chia sẻ các bạn á, thì mình sử dụng cái chai này để mình xịt vô những cái nút này luôn nè. Đó, mình xịt vô những cái nút này luôn ha, tại vì cái chai này nó có chức năng đó luôn các bạn, nó có chức năng là chống sét luôn cũng như là bảo vệ các cái bề mặt tiếp xúc của mạch điện á, nó không bị oxy hóa cũng như là chạm chập điện các bạn. Đó, cái chai này nè mình sử dụng hai chức năng luôn, mình vừa vệ sinh nhông sinh dĩa rồi mình vừa xịt vô các cái nút luôn nè. Đây mình đã lên Sparky rồi. À, còn nếu như mà bạn nào á, mà còn sử dụng cái ổ khóa zin của xe thì các bạn cũng nhớ xịt vô cái ổ khóa zin của xe luôn ha. À, tại vì nước đọng vô thì nó sẽ làm cho cái bị rỉ sét các bạn. À, nó tiếp xúc không có tốt ha. À, các bạn xịt vô luôn. Rồi. Và nhớ là khi mà các bạn xịt vào á thì các bạn xịt vô những cái mép này nè thì các bạn lấy nhớ lấy cái khăn ha, các bạn che ở ngoài để các bạn xịt vô để cho nó không có bị dội ngược ra, nó văng vô mấy chỗ khác nó dơ các bạn. Đó. Mình thì mình xịt vô những cái lỗ này nè, mình lấy khăn mình che lại, nút đề nè, tắt đèn ha, tắt động cơ rồi bắt xin này nè, mạch kèn còi ha, rắc đó. Rồi nhớ những cái chỗ đó thì các bạn xịt ở đằng trước nè. Đó, bạn nào kỹ nữa thì các bạn có thể chọt cái ống vô ở đằng sau á, ngay cái phía của những cái nút đó các bạn xịt luôn ha, thì nó sẽ hiệu quả hơn nữa ha. Rồi rồi đó là thứ hai ha, cái thứ hai. Rồi cái thứ ba nữa các bạn là dây côn nữa các bạn, hai đầu dây côn nè đó, hai cái đầu dây côn nữa các bạn thấy không, đầu dây côn nè thì mình cũng xịt vô luôn. Ừ, mình cũng xịt vô. À, mình xịt vô như vậy nữa bạn. Đó, khi mà các bạn mở ra ha, đó, các bạn bóp côn vô như vậy thì các bạn vừa bóp côn á, các bạn chọt cái ống vô ngay cái đầu của cái dây côn này, các bạn xịt vô trong. Đó, các bạn xịt vô xong rồi các bạn vậy nè, các bạn bóp nhả bóp nhả bóp nhả nè để cho cái dung dịch chống xét của chúng ta nó được đi vô trong luôn ha. Các bạn nhớ là cái này nó vừa chống xét mà nó cũng có tính chất bôi trơn luôn nha các bạn. Đó, cái chứ không phải là nó chỉ chống xét không, nó không phải như dầu hôi nha. Đó, cái này nó vừa chống xét mà nó cũng có cái tính năng bôi trơn luôn. Ừ, cho nên là các bạn xịt sẽ không không sao nha các bạn. Đó, các bạn biết xịt dành chi không, để cho nó cái sợi dây côn chúng ta nó không có bị khô các bạn. Đó, nó không có bị khô ha. Đó, rồi cũng như là nó hạn chế cái sự ma sát giữa cái dây côn của chúng ta với cái ống á, cái ống mà dẫn dây côn á, nó hạn chế cái sự ma sát. Đó, tại vì có một số bạn á chạy xe một thời gian thì cái dây côn nó bị đứt
Đó, nó mới mòn nè các bạn, bóp bóp nè các bạn, bóp nhả nó sẽ bị cạ vô cái thành đó, nó sẽ bị mòn, nó mòn xong rồi cái nó bị đứt một hai cọng nhỏ các bạn, xong rồi cái càng ngày nó càng bị nặng hơn, nó sẽ đứt dây côn luôn đó. Còn xe mình thì mình xe mình chạy gần 30.000 rồi mà dây côn cũng còn ngon lành đàng hoàng các bạn, không có bị gì hết đó. Thì do đó là do mình thường xuyên mình xịt vô á, mỗi lần mà mình rửa xe xong á rồi cái mình lấy mình xịt vô ha, mình xịt cái đầu này rồi mình cũng xịt luôn cái đầu dưới đây luôn các bạn đó. Mình cũng xịt vô cái đầu dây côn dưới đây luôn nè, xịt dưới đây luôn ha. Mình lòn cái ống, mình lòn cái ống của cái chai xịt nè các bạn. Mình lòn như đây nè đó, mình lòn như đó, mình xịt mạnh vô ha, xịt mạnh vô cho nó đi vô đây luôn ha, cho nó phun cho nó ướt trong đây nè các bạn, để cho nó bôi trơn ha, nó vừa chống xét nó vừa bôi trơn luôn để nó không có bị ma sát nhiều, thì cái dây côn chúng ta nó sẽ bị bờ sẽ được bền, nó không có bị đứt ẩu ha. Đứt ẩu thì cực, mình đang chạy xe mà nó bị đứt dây côn thì cực lắm các bạn đó. Kiếm phải kiếm cái chỗ sửa xe mà nhiều khi nó sửa xe nó không có dây côn luôn các bạn. Ví dụ hãng thì không nói rồi, gần hãng thì khỏe rồi, còn nếu như mà cách xa hãng Honda đó rồi không có dây côn thay cực lắm, nhưng tìm sửa xe thường không có thì cực lắm các bạn. Rồi thì đó, vừa rồi thì mình vừa trình bày đến các bạn là những cái kinh nghiệm của mình ha, mình bảo dưỡng chăm sóc chiếc xe của mình sau khi mình rửa xe ha. Thì video clip này thì mình chia sẻ đến những bạn nào mà vừa tiếp cận ha, cũng như là sở hữu xe Honda Win X cũng như xe công tay các bạn, thì các bạn tham khảo ha. Còn bạn nào nếu như mà các bạn rành rồi thì cũng đừng có ném đá mình nha ha. Xem tham khảo thôi các bạn ha. Rồi video của mình đến đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì nhớ cho mình một like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.